Cường, Lê Đình Minh Ngọc, hân hoan chào đón quý vị các bạn đang đến với chương trình 12 con giáp 8 chuyện thiên hạ phiên bản xuân. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Chương trình được phát sóng vào lúc 19 giờ tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Đến với 12 con giáp phiên bản xuân, chúng ta sẽ có những bài hát của các nhạc sĩ, ca sĩ được tái hiện lại trên sân khấu, rất là vui nhộn luôn. Và bên cạnh đó là có món quà âm nhạc của khách mời, và đặc biệt nhất, phần em thích nhất luôn anh ơi, đó chính là tiểu phẩm đúng không? Dạ đúng rồi. Với những tình huống bất ngờ thú vị mà những nhân vật khách mời hoàn toàn không biết trước đó là gì. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một vị khách mời, một nghệ sĩ trẻ nhưng lại có niềm đam mê với bộ môn nghệ thuật truyền thống của dân tộc, đó là nghệ thuật sân khấu cải lương. Và chúng ta hãy cùng chào đón ra sân khấu Tiêu Minh Phụng. Dạ chào anh, chào chị và xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem qua chương trình 12 con giáp 8 chuyện thiên hạ. Với 12 con giáp 8 chuyện thiên hạ thì bạn chờ đợi điều gì khi nhận lời tham gia chương trình này? Dạ điều đầu tiên là em muốn được gặp mặt 12 con giáp. Được gặp mặt 12 con giáp. Với một người trẻ như em, lại là ở trong cái thời điểm mà cải lương không phải là mảnh đất màu mỡ để cho những người trẻ phát triển, vậy thì điều gì đã gắn bó em với nghệ thuật sân khấu cải lương? Em nhớ chú nghệ sĩ Chí Tâm có viết một cái câu là ở nơi đâu còn cải lương dòng cổ thì nơi đó còn dân tộc Việt Nam. Còn nghe bạn chia sẻ xong em cảm thấy rất muốn lắng nghe món quà âm nhạc của bạn đầu tiên luôn. Dạ. Được không? Dạ. Thiệt nha. Dạ chứ em bây giờ em tới đây rồi em đâu có còn sự lựa chọn nữa đâu. Em với những khách mời trước á, là người ta đến đây người ta thử thách nè, người ta giao lưu nè, sau đó người ta mới gửi đến món quà âm nhạc. À. Còn em là mê em quá. Dạ. Muốn nhận liền món quà luôn. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc của em đúng không? Dạ. Thì nó xanh rì, quả bay thì tháng cánh. Wow, trời ơi, bông nó trổ vàng đẹp quá trời quá đất luôn. Chu ca đường về nhà mình quanh có lý tre cao, tan qua đồng xanh thơm dạt dào hương lúa non. Bông khói lan chiều dập dịu mây bay nhấp nhô, cho mát hiu hiu chiều ở là chiều. Đường về nhà mình quanh có lý kia hàng keo, hai bên bờ sông bồng lục bình cau lững lờ. Có bữa cơm chiều ngọt nghèo canh chua cà rô, chú keo quay quần hai ba là dù. Đưa tay em bóp cằm ngọ thương anh gần chết giá đỏ làm ngơ, mẹ thương anh cầu hát giọng hò, thương anh ngày nhớ đêm dìa nằm mơ. Em thương anh lèn da rám nắng, thương nét phong trần mộc mạc thôn quơ, là chỉ cần em gật đầu đồng ý lạnh rước em dìa làm gì hôn thơ. Thế mẹ anh đỡ là mẹ anh trong, có thêm thằng cháu đỡ ấm đỡ bồng. Còn ba anh cho hai viên ngọc quý mấy chục năm tự đỡ cắn đỡ không. Không phải anh ớ mà tại anh chơ, chú bé cô gì lèm mai giác máu. Chắc do ý trời thiên viên tiền định, kiếp này ta thuộc về nhau mát rau. Anh có đồng lúa, anh có giường trầu, có tiêm ao sao đỡ về nuôi cá. Có cái vượt qua, có cảnh giường cà, cho em về cầm thêm rau thì thêm vé. Chiều chiều mình ngầu nhìn dòng sông nước chảy, em nghĩ tội em nghe nhạc đen dâu cần trời vì nhiều yêu anh là hỏi say. Em ở quê hầu cũng không bạc em đâu à. Nội dung cũng không tới nỗi mà em cộng quá. Dạ. Tại vì vũ đoàn nhảy quá đẹp. Trong khi là em không có nhịp để nhảy như vũ đoàn, em cộng vũ đoàn nữa. Ủa gì vậy? Là sao vậy mọi người?
em sẽ còn gặp gỡ Vũ Đoàn ở nhiều tiết mục khác nữa, nhiều chương trình khác nữa đó. Dạ, cho em đổi đối tượng em. Mà khi nãy á, là mình còn chưa khai thác ở Tim Minh Phụng một khía cạnh nữa. Nữa hả anh? Là ca rất hay, những câu hò điệu lý. Em hát cho chị nghe đi. Trời ơi, tự nhiên cái đáng yêu ngang vậy. Anh ơi, em thấy lo quá. Lo gì em? Thông minh kiểu này, lát nữa mấy con giáp còn lại phải em sao? Thôi chị ơi, mấy con giáp của mình thì em mà lo gì, chờ mấy bạn ứng biến lanh lẹ lắm. Bởi vậy người ta mới đưa ra thử thách cho khách mời. Cho nên là em cũng chuẩn bị tâm thế của mình nha. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với phần thử thách dành cho Tim Minh Phụng. Dạ thưa quý vị khán giả, hiện tại thì em cảm thấy rất là hồi hộp, lo sợ, ái ngại. Nhưng không sao, khi đã tới đây thì phải chơi. Bởi vì sao? Trăm năm trong cõi người ta, bước vô rồi biết xảy ra chuyện gì. Chơi. Ê. Ủi. Gì vậy? Sao giờ này anh mới tới? Trời ơi, kẹt xe. Kẹt xe hả? Ừ, kẹt xe. Sao vậy? Bị gì vậy? Hả? Suýt hả? Thôi. Nãy anh có nói gì lớn đâu, nói nhỏ xíu à. Nhỏ thôi. Trời ơi, anh quên hai đứa mình tối nay hẹn nhau đến đây làm gì hả? Thì biết rồi, là tối nay hẹn nè, bởi vì em mới mặc đồ xanh nè. Biết em thích màu trời, anh đã chọn một màu áo xanh. Gì vậy? Anh hay vậy quá. Hay vậy gì? Mình đã thống nhất với nhau làm sao? Bây giờ không biết là thống nhất cái gì, nhưng mà anh thấy là em không có lịch sự với anh rồi đó. Sao? Anh từ xa xôi hiểm trở tới đây thăm em, lịch sự là phải mời anh ngồi ghế chứ, để anh đứng hoài vậy. Tôi quá mệt mỏi rồi. Thôi để anh tự ngồi đi nha. Rồi rồi em mời anh ngồi. Rồi mời anh uống nước chứ, trời ơi. Anh. Cái gì? Cái nhiệm vụ của mình tối nay đâu phải tới đây là ăn bánh uống trà rồi ngồi vậy đâu. Bây giờ nhắc giùm anh đi, vụ gì? Rồi giờ trước tiên nói về cái nhiệm vụ thì anh biết em là ai không? Biết chứ. Em là ai? Người yêu. Trời ơi, ghét hết sức không? Thôi bây giờ ngắn gọn thôi. Ừ. Cái thứ nhất nè, em phê bình cái cách ăn mặc của anh đó nha. Gì phê bình? Tối nay mình đi ăn trộm. Tối nay mình đi ăn trộm. Rồi rồi, tới công chuyện rồi. Mà anh ăn mặc sáng sủa vậy người ta nhìn ra rồi sao? Trời ơi. Thiệt á, anh không nghĩ là má em mà nuôi em tới lớn này mà em nghĩ cái cách mà ăn trộm đồ nhà má em luôn á. Kỳ vậy. Anh. Hả? Anh thấy trong nhà này sao? Ồ. Sau khi anh bước vào đây anh thám hiểm thì anh thấy nhà này giàu. Thì đúng rồi anh. Thì anh kêu em tới đây trước thám thính tình hình, cho nên là em lẻn vào căn nhà này nè. À, là cái nhà này hả? Đúng rồi, cái nhà này nè. Nãy giờ nói ông rõ, anh tưởng nó cái nhà của em. Ừ, vậy nói nhỏ thôi. Bây giờ ông dày, hồi nãy giờ em đi tới đi lui mà em quên kiếm cái công tắc đèn. Công tắc đèn hả? Đúng rồi. Mấy cái chuyện này để đàn ông người ta làm. Thì con anh biết làm không đó? Trời ơi, biết cái gì chứ, ba cái vụ điện này anh bị giật hoài hả? Dạ đó thôi anh ơi. Đâu vậy? À đây nè. Đâu. Ủa, thấy không? Sáng rồi nè. Ờ, trời. Vô nhà mình phải mở đèn sáng vậy đó, người ta mới biết mình là ăn trộm. Anh ơi, em đã nghiên cứu rồi. À. Bây giờ á là phải có một người ở đây canh. Một người ở đây canh. Ừ, cho nên là một người là đi vô kia kiếm đồ. Ở dưới này mà hả, có động tĩnh gì là la lên liền, cho đối phương biết. Anh hiểu không? Anh biết rồi. Bây giờ ở đây anh là chân dài nè. Ừ. Để anh vô trong anh tìm cho. Không, em ở đây. Không. Tại vì á, anh kêu em tới đây thám thính, cho nên em biết mọi ngõ ngách ở trong nhà này rồi. Hiểu không? Cho nên bây giờ anh cứ ở đây anh canh cho em đi. Có một cái dấu hiệu hay là động tĩnh có người đó là anh hú lên liền. Rồi em biết rồi. Lựa lấy cái gì đó nó đáng giá nha. Lần trước đi ăn trộm đi lấy bịch hột dưa về làm gì không biết luôn. Rồi em sẽ lấy cái đáng. Ở đây canh nhau. Có gì hú lên nha. Hú anh nhớ hú em nha. Ủa, nhà sang quá vậy. Anh có phải chủ nhà không? Tôi chủ nhà. Anh tới đây làm gì vậy? Trời ơi, vui quá, tôi cuối cùng cũng gặp được anh rồi. Tôi là nhân viên thu tiền điện. Nhân viên? Thì... Bác sĩ thì mới nói gì? Tôi là nhân viên thu tiền điện. Đồ công ty đâu?
không mặc đồ mà đi tới gom tiền điện, sai quy tắc, để gọi lên cho anh đuổi việc. Anh gọi đi, anh đang nợ tôi đó. Tôi nợ hả? Anh không chịu trả, bây giờ anh cần nói tôi. Bây giờ anh cho tôi nửa tiếng thôi, tôi trả đủ cho anh luôn. Công xong ty rồi. Đã cho anh nửa năm rồi anh ơi. Bây giờ công ty đợi được nửa năm, không lẽ giờ có nửa tiếng đợi không được? Không được, người ta quy định rồi, người ta đã gia hạn cho anh rồi. Bây giờ anh còn đợi nửa tiếng nữa là sao? Tôi không có tiền điện. Cúp điện đi. Cúp điện đi. Cúp điện đi. Không có tiền điện thì thôi, nhà đẹp không có tiền trả tiền điện, không biết sống sao nữa. Kỳ vậy trời, nhà sang trọng gì mà không đóng tiền điện ha. Kỳ. Mình xài điện, mình không biết tiết kiệm, mình xài cho thoải mái thì mình phải đóng chứ ta. À, gom điện phải không? Đâu là ai? Chủ nhà. Chủ nhà. Chủ của nhà này nè. Sao vô nhà người ta mà không có lịch sự chứ trời. Xin lỗi cậu, tôi ở trong cái khu phố này thì chắc cũng trên 20-30 năm rồi. Tôi chưa có gặp ai người giống như cậu ở trong khu phố này hết trơn á. Vậy là không biết tôi phải rồi. Ở nhà này là nhà của ông cứu tôi. Thời gian qua đi đâu mà sao tôi ở trong cái khu phố này cái tôi không có thấy cậu? Đi định cư. Đi định cư? Đi định cư ở dưới Long An á. Định cư ở dưới Long An là cậu làm gì dưới Long An? Trồng phai mì. Là bây giờ cậu đang là cái người mà chịu trách nhiệm cho cái căn nhà này đúng không? Đúng rồi, đang chịu trách nhiệm cho căn nhà này. Tôi là chủ mà, trời ơi, anh hỏi gì ngộ. Tôi cũng nói với cậu luôn. Thì bà con ở đây mình là đang làm một cái quỹ. À, có quỹ nữa hả? Không, thực ra đây là một cái khoản chi phí mà do cộng đồng đóng góp thôi. À. Bây giờ cậu cũng cơ ngơi đàng hoàng rồi, không mấy đóng góp cho khu phố mình một ít chi phí để đặng tụi tôi làm cái chương trình nho nhỏ cho bọn trẻ nó được vui. Em bây giờ em tính vậy nè. Ừ, anh đây đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ nhà anh cũng gần đây. Đúng rồi, đợi em 20 phút thôi. 20 phút rồi là em tới em nói nghe. Tôi có nhiều công chuyện lắm ở đây á, nếu mà cậu không góp được chi phí á, thì mình đóng góp cái công sức của mình. Công sức bây giờ làm gì anh? Em làm gì? Ví dụ như là tôi làm chương trình văn nghệ. Mà chương trình văn nghệ cậu có cái ca khúc. Em xin được góp một bài hát. Chiều nay buồn rầu em là đứa trẻ mồ côi tôi lắm ai ơi, đôi cơm lỡ bước biết người nào lo. Hay quá. Ơi, nay mai tôi gọi cái đi hát cho bọn trẻ nha. Rồi, biết rồi. Cảm ơn. Cậu ngồi đó nha, ngồi yên đó đi. Rồi. Em ơi, xong chưa vậy? Trời ơi, lẹ đi. Trời chờ ơi. Một chút. Lẹ đi. Nhà cửa gì mà hả? Tao nói cửa nẻo để tùm lum tà la hả? Thiệt, đi đâu không biết. Tao nói gọi không có được. Ủa? Trời đất ơi, không lẽ nhà này sao mà tự nhiên mới để cái vỏ đó mà mất tiêu rồi? Ủa cái điện thoại kìa. Ê làm gì vậy? Ai vậy? Cái này, điện thoại này của tôi mà. Dạ chào bác. Ở đâu vô đây mà sao ăn cắp giặt vậy? Sao nó trên tay con ta? Khoan mà, xí đi. Cậu là ai vậy? Sao tự nhiên cậu vô nhà tôi vậy? Ủa nhà cô hả? Biết rồi. Con là... Biết rồi phải không? Biết rồi. Ngồi chơi. Trời. Trời. Thích cô rồi đó. Trời, dễ thương quá. Vậy mà con gái bắt giấu. Nghiêu gái mát phải không? Đúng rồi, người yêu. Trời sao? Trời, uống nước con. Dạ thôi được rồi, để con mời bác chứ. Con gái bác đi đâu rồi? Dạ, con gái bác đi ăn trộm mày. Ở cái gì? Không phải. Con gái bác mua rau trộn gì nộm ăn rồi. Trời dạ, đất dạ. ơi, hàng chi bác tưởng ở nhà. Dạ. Cái bác gọi điện thoại bàn hoài không bắt máy. Dạ, bác khỏe không? Khỏe. Dễ thương quá. Con tên gì? Dạ, con tên... Tên gì?
tên con hả? Tên con đó. Dạ con tên là Hải Anh Cẩm Tú Lý Hùng Quỳnh Đức. À là con tên Đức ha. Dạ không, con tên Lý. Mình giải thích sao nó ra được tên Lý hay vậy ta? Dạ tại tên Đức là tên nhà, tên Lý tên trong khai sanh. Đây hai đứa quen nhau lâu chưa? Dạ quen nhau cũng được 7 ngày rồi. 7 ngày? Dạ quen 7 ngày hôm bữa đó con ăn trộm bên đường kia xong gặp trong cái hai đứa rồi. Con ăn trộm là sao con? Ăn trộm không, ý là ăn cái ăn gì trộm, trộm ở đây là ý là con ăn trộm cái trái tim của con gái bác, rồi con gái bác ăn trộm trái tim của con. Trời ơi dạ. Tôi nói hết sức không? Dạ rồi. Nhưng mà qua đây bác dạ. Hỏi thăm bác đứng đây ra quán cà phê ngồi luôn. Trời ơi bác mới gặp được người yêu của con gái bác. Dạ. Bác phải hỏi thăm chứ. Dạ, dạ. Để bác quanh đây đứng để có gì con chạy ra bác còn chụp con kia. Bác tại vì bác mến con lắm. Bác vừa tanh. Dạ. Nhưng mà nói nghe bác có cái chuyện này chăn trở lắm, bác muốn chia sẻ với con biết sao không? Bởi vì bác thì cũng lớn tuổi rồi. Con nhìn gì vậy? Con nhìn bác nè. Con nhìn sau bếp, tại nãy có bắt cái nồi nước sôi đặng xíu nấu trà cho bác uống. Trời ơi. Đuổi vậy sao? Dạ. Con biết bác lên đây luôn. Dạ, tại con gái bác nãy có nói với con. Rồi dạ. Tôi đi tiếp câu chuyện của bác nè. Là nhà thì cũng neo đơn. Dạ. Cũng hai mẹ con. Dạ con biết. Thì bác muốn tìm cho con gái bác một cái tấm chồng. Dạ. Đàng hoàng tử tế. Dạ. Bữa nay gặp con ở đây là bác mừng dữ dạ, lắm đúng đó rồi. Dạ. Nhưng mà còn cái điều này quan trọng. Dạ sao bác? Bác có mấy mẫu ruộng ở dưới quê á. Với mấy căn nhà. Mấy mẫu ruộng dưới quê. Đúng rồi. Cái căn nhà này luôn. Đúng rồi. Mà biết sao không? Bác tính vậy nè. Nếu như mà con gái bác mà có chồng á. Dạ. Là bác sẽ dạ. cho con bác hết luôn. Bác cho cái gì bác? Bác cho hết. Cho bây hết giờ luôn. Ai chịu con bác là bác cho hết. Chứ bây giờ bác lớn tuổi rồi, cho nên là cũng không có cần gì nhiều hết. Trừng ngày cơm ba bữa là được rồi, bác không có cần cái gì hết trơn. Mẹ lên xe đò hả? Ủa gì vậy? Mẹ lên xe đò hả? Mẹ hả? Mẹ. Trời ơi dễ thương ghê ha. Ta nói dạ. Bác là bác thích mẹ, vậy đó. Mẹ chứ sao kêu bác mẹ. Mẹ dạ. là mẹ thích vậy đó. Nói chung dạ. là mình mới gặp nhau nhưng mà dạ. kiểu như khoan, là khoan. Dạ. Mẹ đợi con xíu có điện thoại. Đợi con tí xíu. Anh ơi cái gì mà ồn quá vậy? Em đang lấy đồ mà không có đâu. Ủa ai vậy? Bị dính bẫy rồi. Ai vậy con? Nhỏ em gái thứ ba của con. Nhỏ em gái thứ ba của con. Chào mẹ vợ anh cái. Em con hả? Dạ em gái thứ ba con. Vô ngồi. Dạ. Ngồi đi con. Trời ơi. Em dạ. Sao con qua chơi hả? Bữa nay qua đây ăn tiệc hay sao? Dạ. Không, qua đây đâu, cái tiệc đâu ăn, qua đây ăn trộm. Ở chị ăn trộm. Ăn trộm gì? Chủ nhà. Nhà sao? Con gái. Dạ. Sao con run quá vậy? Trời ơi, có vấn đề gì con phải nói ra chứ, tự nhiên con run vậy bác cũng bối rối. Bác ở lại. Trời ơi. Bữa sau này quỳ xuống nhanh lên. Là sao tôi không hiểu gì hết? Hai cô cậu này tôi theo dõi trong cái xóm này từ bữa tới giờ rồi. Hâm hâm hê hê cái nhà người ta. Bữa nay ha, vô tận trong nhà người ta ăn trộm đồ. Trời đất ơi, là ăn trộm đó hả? Không phải. Trời ơi. Cô cho con đứng dậy nói chuyện với cô được không? Không, nói là hai người ăn trộm mà. Bây giờ nè, thí dụ mình muốn bắt ăn trộm thì ít nhất ăn trộm cũng phải có trộm một cái gì mới ăn. Đây nè. Ê, quỳ xuống. Hai người này là quá xảo trá rồi, bây giờ tôi nhờ cô xác nhận lại. Cô là ai? Tại sao vô nhà tôi? Nếu không nói là tôi đưa lên phường nha. Thì tụi con là ăn trộm. Tụi con lỡ dại thôi cô ơi. Bỏ qua cho tụi con lần này. Anh năn nỉ người ta đi. Dạ mà. Bây giờ thôi tụi con cũng lỡ dại lần thôi. Giờ tụi con cũng như con cái trong nhà. Giờ thôi cô thương tụi con, cô tha tụi con lần. Tụi con hứa tụi con không tái phạm lần nào nữa chứ. Dạ không tái phạm đâu dạ. Cô. Trời ơi bây giờ hả, hai người vô đây ăn trộm mà nói xuông vậy tôi đâu có tin đâu. Cô ơi tan bài mưa ngâu có cầu tước trên dải ngân hà. Hai vợ chồng con quỳ đấy nhìn cô mà.
Ngày xuân đã đến nơi, xin cô rộng lòng tha thứ cho vợ chồng con một lần cải hối ăn năn. Tụi con hứa từ nay không làm vậy nữa, nếu có thì cô bắt giam tụi con, tụi con cũng chịu cô à. Nếu mà nói về cái khả năng mà ứng biến nè, linh lợi, hoạt bát thì là Tim Minh Phụng quá là xuất sắc rồi đúng không? Với Tim Minh Phụng thì em cảm nhận là cái khó nhất của mình đó là gì? Dạ, cái khó nhất là khi mà mình đang cái câu chuyện này xong rồi một cái nhân vật tiếp theo thì mình phải đổi nó như thế nào để cho nó hợp với cái nhân vật đang xuất hiện trên sân khấu. Đó rồi mình phải vừa tập trung chú ý rồi phải vừa để ý xem là có bạn nào ra nữa hay không. Hồi nãy em rất là sợ luôn á. Nãy Ngọc ra em nói trời ơi em hết hồn. Sẽ là một món quà nữa mà Tim Minh Phụng mang đến cho chương trình, đó là gì ha? Là lần này sẽ có một cái điều rất là đặc biệt. Dạ, là sẽ hóa thân một cái điều gì đó. Và vở diễn này tin chắc một điều là tất cả quý vị mình cũng sẽ rất là quen thuộc. Hỡi phu tương, cách tường thành phu tương không thể nào thấy được. Nhưng tâm linh chàng ắt sẽ cảm thông. Nay thiếp dòng bàn thờ trước ngưỡng cửa Liên Lâu Thành, hương khói nhạc xin chàng chứng giám. Nhớ năm xưa chúng ta hiệp cần, đã lại nhau ba lại để dạy cuộc trăm năm. Thời gian qua thiếp chưa từng lôi đảo dở hiền, chàng cũng vẹn nghĩa tình phu tương. Chàng với thiếp cùng chung chi hương, dai kề dai gánh nặng non sông. Nhưng hỡi ơi chi tan bồng nay chưa kịp thòa, thì đường ấm dương cách trở lạnh lạnh an mây sâu. Hiệp xin được quấn dành khăn tang trắng lên đầu, lại thứ nhất thiếp xin tạ tội vì không đủ tài cứu nổi phu quân. Lại thứ hai thiếp mong được thư tha vì đau lòng tế sống người bán tình trăm năm chăn gối. Ôi trời Liên Lâu chưa tan hồi trống trần, mà đất mê linh qua lá dội thương sầu. Thì tương quân, thì tương quân, thì tương quân. Phu nhân ơi, khăn trắng đêm nay sẽ làm trận canh tâm sự, thì ba lại tạ từ của phu nhân cũng đã tròn tình vẹn nghĩa. Đứng trên vàng quả ta nguyện làm mồi cho lửa đỏ để cho bao người chiến sĩ ngang không chậm bước quay hùng.
lần gặp nhau đây là lần gặp gỡ sau cùng. Ta cảm ơn tất cả đã tạm đình binh để bảo toàn mạng sống cho ta dù trong giây phút ngắn ngủi. Nhưng nàng hãy ra lệnh cho nghĩa quân anh dũng hãy nổi trong đồng đi, hãy nổi trong tấn công đi, hãy tấn công trong tiếng cười ngạo nghễ, đưa tiếng hồn ta theo tiếng trống hoài hùng. Kìa phu nhân, tại sao phu nhân còn chần chờ gió dữ mà không ra lệnh cho nghĩa quân hãy nổi trong tấn công? À, hay phu nhân đã quên lời thề hẹn của năm xưa? Bầu trời Nam u tối, quân thù gieo bão ta. Sương cùng muôn dân son sắc, ngày về vinh quang. Hay, hay lắm. Phu nhân ơi, đó là lời mà vợ chồng ta thường nói trong đêm tiễn biệt. Vậy thì phu nhân còn chần chờ gì nữa mà không ra lệnh cho nghĩa quân hãy tấn công? Còn chần chờ chi mà không nêu tấm gương sáng để cho ngàn sao hậu thế soi cùng? Phu nhân ơi, sông thác là chuyện đi về, hợp tan là trò đời, dâu bể tất cả đều không đáng kể. Mà chuyện đáng lo là sự trường tồn của dòng dõi hùng vương. Ra lệnh cho nghĩa quân hãy nổi trong tấn công, dù phải hy sinh phu tướng. Rất là xúc động. Đây là một trích đoạn trong vở cải lương vô cùng nổi tiếng, kinh điển của nghệ thuật cải lương, đó là tiếng trống Mê Linh. Tại sao Tim Minh Phụng lại chọn để mà thể hiện? Dạ, tại vì đây là một cái vở giống như anh Cường đã nói là một vở kinh điển rồi. Và hơn hết nữa là đây là một vở diễn gọi là kinh điển của cô Thanh Nga nữa, là thần tượng của rất nhiều thần tượng của em. Đó, cho nên ngày hôm nay khi đến với chương trình thì em muốn gửi tình yêu của mình dành cho cái vai diễn này. Dạ, yeah. Chứ thật ra khi mà diễn cái vai này em cũng rất là sợ, bởi vì khi mà đã gọi là kinh điển rồi thì mình sẽ chắc chắn một điều sẽ có những cái điều rất là sơ sót. Thì hy vọng là quý vị khán giả cũng như là anh chị xem có gì đó thì bỏ qua giùm em. Dạ. Chương trình 12 con giáp 8 chuyện thiên hạ phiên bản xuân xin phép được khép lại. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng định kỳ vào lúc 19 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ban đầu đi họp với mọi người á, em phát hiện em cũng có trong phần MC. Em lại gung. Em gung hả? Thiệt. Em gung mà sao làm quá trời làm vậy? Tại vì cũng nhờ có anh. Em nhớ là anh dặn là cứ nhớ những cái từ khóa. Cái đó là cái gì thì mình dẫn vô thôi.
đó. Cái tự nhiên em làm được anh. Trời ơi hay quá. Hay quá anh ơi. Rồi.